ông dạ. Đông quan chọn vô là ông đang giả đâu, ông dám cắn, ông giả đâu, ông sợ bể đâu, vô mà ông cắn nghe ỏi vậy. Cái vô mới lớn vậy thôi hả? Đi dâu mà. Mà ông dám cắn không? Anh la, anh lau vô rừng ở được. Không tốt kìa. Hồi xưa là đi vô vườn con đá, ăn trộm dừa, ăn trộm mận là chơi ống hút với lại giá bộ đi chăn trâu. Chứ đâu có nhà nuôi trâu đâu. Mình lo này không? Mẹ đi sợ rồi. Ông vừa dâu này nè, minh mông luôn nè. Thế bắt đầu anh dẫn bạn đi vô. Đi vô cái ông nói bẻ đi con, cứ ăn đi. Ừ, bẻ uống ho nơi hết trơn. Còn anh Tư Anh hả? Anh Tư Anh bắt đầu ấy gì nè, rồi để trái dừa ở đây nè. Dòng mưa đó nó gớt xuống, tưởng đâu mà nó dừa nó rụng. Chạy ra lụm. Chạy ra lụm này có nhìn cái đầu đó. Nó uống ổng nó uống nước hết trơn rồi. Đâu. Ông nhát lợ. Cười. Dân giả nha bé. Dân giả ơi. Chứ đang thiệt đâu giống cá. Nghe ê răng quá. Ê, chú dính luôn hàm ngang dạy. Anh nhìn dưới cho có rớt cái nào. Coi chừng nghe nó dính răng vô đó. Còn lát còn cái gáo không hả lâu? Ê, chạy nước một lum rồi. Ngọt không? Dâu.